Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của lời mình. Đã lâu không gặp. cuộc sống mưu sinh mình phải tất tật tật dữ lắm anh chị các bạn. Hôm nay ở bên Mỹ là ngày ngày Noel. Ở Việt Nam cũng có ngày Noel. Hồi xưa ở Việt Nam mình không có ngày Noel giống như bây giờ. Thì tôi lướt Facebook tôi thấy có nhiều các bạn chia sẻ về ngày Noel. Có người bảo là ngày Noel là ngày của tôn giáo. Nó thật sự đó, có là sự nhầm lẫn thôi, chứ không phải là như vậy đâu quý vị. Để các bạn thấy cuộc sống ở Mỹ. Noel, người ta, nói chung là mấy ngày này, người Mỹ họ tụ tập ở nhà, ở gia đình và cuộc sống của họ. Bữa nay là gần như là có nhà chợ búa mọi nơi rồi đóng cửa chứ, nhà nào cũng rất là đông xe, tại vì họ tổ chức tiệc tùng. Anh chị các bạn biết Mỹ mà, lễ rồi họ chụp lấy cái cơ hội cuối năm sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi, cuộc sống mưu sinh, họ nghỉ phép đó. Tại vì đây là một cái bữa lễ gọi là cuối cùng của năm, là bắt đầu các bạn biết là sau đêm giao thừa là 31 á, thì nước Mỹ trở lại cuộc sống nó bình thường và người ta phải lăn lóc vào cái cuộc sống bon chen, cuộc sống tất tần tật ở cái đất Mỹ này. Nhưng mà tôi thấy ngày nào cũng là ngày thôi. Bữa nay tôi cũng phải đi bỏ đồ, gửi đồ ở trong bưu điện rồi để đặng tranh thủ, để đặng cho những cái món hàng nó đi. Các bạn thấy đó, cái cuộc sống ở xứ người, nhiều khi lên mạng thì những người mà họ ra nước ngoài rồi đó, thì họ có cái cuộc sống mới và cuộc sống nó thay đổi. Và có những người mà họ ghét cái cơ chế thì họ bắt đầu họ quay qua, họ chống phá và họ xuyên tạc anh chị các bạn. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị các bạn hôm nay cái đề tài chính là ngày Noel. Ngày Noel nó không phải là ngày của tôn giáo. Nó là tôi chỉ nói một cách tóm tắt về vấn đề ngày Noel để chúng ta hiểu. Ngày Noel nó chỉ mang tính cách dân sự bình thường thôi, nó không, bởi vì xa xưa đó thì trong cái truyền thuyết mà ngụ ngôn người ta viết lên câu chuyện, bởi vì họ thấy có những đứa trẻ họ nghèo, nó sống rất là nghèo khổ, mùa đông giá lạnh thì nó không có quà. Còn những đứa trẻ khác gia đình khá giả thì cuối năm họ tụ họp lại, họ mua quà cáp, họ cho với nhau. Đấy thì chung lên có một người họ mới viết lên câu chuyện là sẽ có một ông già Noel. Ông sẽ chui qua cái ống khói, ông đi vào cái gia đình những cái đứa trẻ nghèo đó. Ông sẽ bỏ chui qua cái ống khói rồi ông sẽ đem quà, ông sẽ để với cái cây thông cho những đứa trẻ đó. Để đem đến những niềm vui cho những đứa trẻ đó. Các bạn biết câu chuyện đó viết ra của một người, tôi không nhớ tên đó, thì cũng bị lên án dữ lắm. Sau này rồi người ta thấy cũng có lý. Nó mang tính cách giáo dục cho trẻ thơ. Thì bắt đầu người ta mới đưa vào trong những cái ngày lễ. Những cái quốc gia phát triển như Mỹ này đó, anh chị các bạn nên nhớ, họ luôn luôn tìm ra những cái ngày lễ lớn gì để tạo cho cái người dân họ làm việc sau một năm trời, họ nghỉ để đặng họ chi phí tiền bạc của cải. Nó cũng mang tính cách kinh tế dữ lắm. Các bạn biết những cái nền kinh tế của Mỹ nó quyết định vào cái ngày Noel, cái mùa lễ Noel, mùa lễ tạ ơn và mùa lễ Noel này rất là lớn. Tại vì cái sự chi phí và chi tiêu trong cuộc sống á, nó chi tiêu. Mình bấm đâu chạy ra mất tiêu rồi. Thì sẵn tôi live stream để chúng ta tìm hiểu. Đại khái là vậy, các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn á thì các bạn cứ lên mạng đánh ngày Noel, ý nghĩa của ngày đến Noel. Nó có cuốn phim cũng vui lắm á, cho mấy đứa trẻ nó coi để nó biết và nó ý thức được, nó hiểu về một cái câu chuyện ngụ ngôn truyền thuyết nó như thế nào. Chứ mình đừng có không biết mà mình cứ đoán mà cho đó là một vấn đề tôn giáo, rồi gây ra những sự cãi vã bức xúc lẫn nhau, rồi bắt đầu tạo ra những cái nhóm gọi là tôn giáo tẩy chay nhau.
Hiện nay tôi cũng phản đối một số người, ngay cả một số người rất là có tuổi nha, có tuổi ở hải ngoại là cũng là Việt kiều đấy, lập ra một cái nhóm tổ chức mà gọi là tẩy chay tôn giáo rồi, không nên nhé. Tại vấn đề này các bạn biết đi ngược lại vấn đề mà chỉ thị chính sách của đảng và nhà nước, nó không tốt. Tại vì mình làm vậy, những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn thấy nó sẽ nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo thế này thế nọ. À, đất nước mình vấn đề tự do tôn giáo rất là tốt, người dân của mình sống về vấn đề tôn giáo. Tôi thấy về Việt Nam các bạn đi trên quốc lộ 20 rồi, những cái giáo dân nhà thờ rồi họ bày tỏ vấn đề tôn giáo của họ rất là mạnh liệt. Còn có một số nhóm người tôi thấy lập ra những cái nhóm riêng để đặng mà lên mạng rồi chửi bới tôn giáo, rồi binh vực chế độ, mà như vậy là không nên. Tôi nói cái nhóm này không nên, nên dẹp càng sớm càng tốt. Các bạn làm như vậy gây thêm những cái sự phiền phức bất cập cho cái chính sách ngoại giao của nhà nước Việt Nam, và cái cơ chế ngày càng được thông thoáng cởi mở, nhất là vấn đề tôn giáo. Không có tôn giáo nào xấu, chỉ có con người thôi, mà mình lên mình lập ra rồi chửi tầm bậy tầm bạ, lên án vấn đề mà tôn giáo, cũng có những người họ lợi dụng tôn giáo họ gây ra những cái sự bất cập, thì mình lên án những người cá nhân đó thôi, chứ không phải lên mạng rồi tạo ra những cái nhóm với nhau rồi cứ ngồi đó chửi bới tôn giáo là không nên. Thêm một lần nữa mình xin tạm dừng lại đây. Xin chào quý ông bà anh chị các bạn trong những đàn. Bye 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 bye.